Tiếp tục lại về cho các bác là một cái mẫu virus mà virus G các bạn nhé. Đời 2011 form mới đã lên na răng là đa trấu cũng như là vô lăng méo. Và đây là cái chiếc xe mà bên em tuyển được rất là đẹp cho khách hàng. Ở cái cửa tiền là 285 triệu. Bác nào mà quan tâm cái chiếc xe virus G số tự động. Cam kết cho các bác là thân vỏ zin 100%. Máy là cam kết là máy zin. Không một lỗi nhỏ cho quý vị và các bạn. Một chiếc xe đẹp thì quý vị và các bạn tha hồ yên tâm luôn. Và xin giới thiệu các bạn, đây là cái mẫu bản G. Nó được trang bị động cơ là 1.5. Và nó là cái mẫu xe là khi phun điện tử, hút khí tự nhiên. Và động cơ thì đi khá là ok cho các bác ở cái phân khúc là sedan. Ở phân khúc B thì cái chiếc xe này nó được trang bị là hai túi khí, phanh ABS 4 bánh, và chiếc xe nó được trang bị ở cái phân khúc này thì nó được trang bị là hai túi khí, gương kính cụp xòe, xi nhan trên gương và gương kính chỉnh điện. Một chiếc xe full chất, full đẹp cho quý khách hàng nào mà đang có nhu cầu sở hữu một sản phẩm, một chiếc xe tốt để chúng ta đi gia đình, thì đây là cái chiếc xe lý tưởng dành cho các bác nào yêu thích cái mẫu xe mà đẹp. Em nói là xe đẹp các bạn nhé. Và đặc biệt thì máy số các bạn yên tâm là 100% là máy zin. Đó, zin từ năm dàn cỏ các bạn nhé. Thì các bác tha hồ yên tâm ở cái chất lượng, đó là vải ớt mà nó đẹp thì nó lại là chất lượng các bạn ạ. Đó, đã lên màn hình cam lùi đầy đủ cho quý vị và các bạn. Một chiếc xe cam kết không lỗi, mọi chức năng hoạt động full zin, full chất cho quý vị và các bạn. Thì bác nào có cái cửa tiền lanh quanh tầm 285 triệu thì chúng ta sở hữu một chiếc xe Vios bản G đời 2011 như cái chiếc xe này. Thì theo em, cá nhân em, quan điểm của em là người bán hàng, là người luôn luôn tìm kiếm những cái đẹp cho khách hàng và luôn luôn tìm đến một sản phẩm tốt cho khách hàng, thì cái chiếc xe này nó rất vừa vặn với cái tầm tiền của quý vị. Tuy là các bạn phải hiểu, tuy cái chiếc xe này là các bạn có thể mua so với giá thị trường là đắt hơn độ 10 triệu, nhưng chúng ta lại được lại một cái chất lượng, đó là đảm bảo và tốt, nó không đâm va, không tai nạn. Đó là cái điều quan trọng nhất của một chiếc xe khi chúng ta mua xe cũ. Chứ còn các bạn đừng lên tham rẻ 10 triệu, 15, 20 triệu làm gì cả. Ăn tiêu bao nhiêu cũng hết. Chúng ta mua một chiếc xe ưng ý và đi lại nó sướng, và đặc biệt côn số ngọt ngào, thì cái điều đấy mới là điều quan trọng nhất. Chứ còn ham rẻ một vài chục triệu thì chúng ta đã mang lại một kết quả, đó là cay đắng. Khi cái xe gắn bó của chúng ta nó lỗi, máy số không ngon, thì cái điều lơm lớp của quý khách hàng là tâm lý chán nản, không thích sử dụng, mà đi thì nó lại lơm lớp là không yên tâm. Thì đấy chính là cái điều mà giá trị các bạn bỏ quên khi chúng ta mua xe. Và cái điều mua xe là quan trọng nhất là phải mua được chiếc xe ưng ý và tốt. Các bạn lưu ý như vậy. Chúng ta đừng quan trọng vì vài đồng bạc làm gì cả các bạn nhé. Đó, từ vô lăng của xe nó còn zin hết này các bạn nhé. Đấy, số tự động thì bao giờ nó là vô lăng khâu, các bạn lưu ý nhé, chứ không phải là vô lăng trơn. Đó, mặt túi khí rất là đẹp. Đấy, chức năng của nó rất là ok. Đó các bạn nhé. Với chiếc xe như này ở cửa tiền vừa phải, và đặc biệt thì xe không có lỗi, ngoại chức năng chất zin cho quý khách hàng đời 2011. Và đặc biệt thì cái điều quan trọng là bên em sẽ hướng tới những sản phẩm tốt, những chiếc xe tốt cho khách hàng sử dụng. Và rất nhiều khách hàng đã sử dụng xe bên em hàng chục năm nay, và có những khách hàng mua bên em ba con xe cho ba người khác nhau, hoặc là bố mua đi, bố mua thì bây giờ con mua xe, các con nó trưởng thành, nó có nhu cầu mua xe thì bố lại mua xe cho con. Đó, nhưng mà các bác yên tâm là bố lại mua xe cho con. Đấy, ví dụ cũng hai thế hệ mua xe bên em. Đó, đấy là cái điều quan trọng. Vì khách hàng tin tưởng thì mới mua.
và khách hàng đã sử dụng, đã trải nghiệm rồi là xe ok về chất lượng thì khách hàng mới mua các bạn ạ. Đó là cái điều chắc chắn. Và cho nên các bạn mua xe bên em thì nó luôn luôn mang lại những cái điều tốt đẹp cho khách hàng. Nhưng còn trong quá trình thì bên em phục vụ cho khách hàng thì không tránh khỏi em xin cam kết cho khách hàng rằng là không tránh khỏi là bên em có những việc, đôi khi có những cái việc làm là đôi khi nó không mang lại hài lòng tất cả của khách hàng được. Đó là điều chắc chắn các bạn ạ, vì thực ra làm dâu trăm họ không cái gì là toàn vẹn. Đấy, có cái em làm được, cái chưa làm được. Đấy, cho nên là cái quan điểm của em là em bán hàng, cái gì chưa được thì các bác cứ góp ý. Và các bác cứ góp ý cho em, các bác điện hoặc các bác nhắn tin riêng cho em. Cái số điện thoại của em là không bao giờ em tắt máy và cũng không bao giờ Zalo em hạn chế bất cứ ai. Đấy, trừ những cái tin nhắn nó không mang tính gọi là xây dựng mà mang tính chửi bới hoặc là mang tính mẹ phản kích nó kia này em xóa sạch. Em sẽ cấm khách hàng vào xem kênh của em luôn. Đó, nhưng còn tất cả khách hàng mà mang tính xây dựng và góp ý để em phát triển thì luôn luôn em làm hài lòng khách hàng. Đó là em xây dựng và em tiếp thu ý kiến của quý khách hàng để luôn luôn thay đổi bản thân cho phù hợp với cái xu hướng thị trường cũng như xu hướng của xã hội các bạn ạ. Đó là điều chắc chắn. Và cái chiếc xe này thì nói thật với các bác là em đã tuyển thì nó là xe không lỗi các bạn nhé. Đây, nó là minh chứng thực tế các bạn ạ. Đó là minh chứng thực tế của một chiếc xe. Nó đã sử dụng từ năm 2011 đến bây giờ. Nó đã hơn chục năm rồi các bạn nhé. Mà xe nó còn như này, đó là cái điều minh chứng là xe đẹp. Nói thật với quý vị các bạn, những chiếc xe mà chủ còn giữ nhân được như này thì cái điều quan trọng nhất là người ta đi ít và người ta sử dụng ít. Và đặc biệt là không chạy dịch vụ, không đấm va, không tài lạ. Cho nên xe nó mới giữ được như vậy. Một dàn lốp mới các bạn nhé. Một dàn lốp mít mới. Đó, lốp dày. Đó các bạn này, lốp rất là dày. Đó cái điều chắc chắn. À, răng cụm 3BS của nó rất là đẹp. Đó là chắc chắn là xe ok rồi các bạn nhé. Và cái điều quan trọng nữa thì tất cả cái chiếc xe này gầm bệ của xe nó quá ok. Từ cua lốp của xe, tất cả mọi cái nó còn zin đét. Tí nữa em sẽ quay bên kia cho các bạn. Đó các bạn này, ba bô lê nó đẹp như này thì đây là cái điều minh chứng là xe tốt các bạn ạ. Đó các bạn, nói rơi nó bể gì mà xe nó be bét ra, nó nhầy nhụa ra thì chứng tỏ là xe không tốt các bạn ạ. Đấy, còn xe mà các bạn này, nòng cua lốp các bạn này, các bạn lưu ý nòng gầm này nó như này thì chúng ta khỏi phải bàn. Keo chỉ zin đét đẹp đây các bạn nhé. Đó là cái điều các bạn quan tâm nhất ở một chiếc xe, nó phải có những cái gì và được cái gì và nó mất những cái gì. Đấy, mất cái gì thì chúng ta có thể bỏ qua và được cái gì là chúng ta chấp nhận. Đấy là cái điều quan trọng nhất của một chiếc xe các bạn ạ. Về keo chỉ thì các bạn yên tâm 100% rồi, đó là cái điều chắc chắn cam kết cho các bạn bảo hành với quý vị các bạn. Với cái bản là Vios G này thì em đánh giá quan điểm của em và cái cảm nhận của em về một chiếc xe Vios này thì thực sự là ấn tượng các bạn. Em nói là ấn tượng luôn, bởi vì bản thân em là người đã trải nghiệm rất nhiều cái mẫu xe và đặc biệt một năm em đi hàng trăm mẫu xe luôn các bạn ạ. Một năm em đi hàng trăm xe luôn và em cảm nhận được đâu là xe tốt và đâu là chất lượng. Thì cái chiếc này em nói thuật các bạn nhé, thì cái động cơ 1.5 tuy nó chỉ được trang bị là cái hộp số là hộp số CVT, dạng hộp số là 4 cấp các bạn nhé, cộng với L cộng với R nó là hộp số 5 cấp. Đấy, nhưng khi đi chúng ta cảm giác nó rất là đầm mượt và đặc biệt nó ăn rất là ít xăng các bạn ạ. Đó, đấy là điều chắc chắn ở cái mẫu này. Đấy, và đi cái phần khung vỏ của cái chiếc xe này thì độ chống ồn được đánh giá là tốt hơn so với những phiên bản sau, là nó mỏng hơn các bạn nhé. Đó là cái điều chắc chắn ở cái mẫu xe Vios này các bạn ạ. Đó thì chúng ta cái gì ưu điểm ta bảo là ưu điểm các bạn nhé, cái gì nhược điểm ta bảo là nhược điểm. Đó, cái nhược điểm của chiếc xe này thì nó không có nhiều chức năng các bạn ạ. Đó các bạn này nhìn đây này, nó không có nhiều chức năng, không rườm rà quá các bạn ạ. Nó mang tính chỉ là phục vụ con người, phục vụ chúng ta. Đấy các bạn nhé, ghế thì chỉnh cơ. Đó, không có nhiều chức năng cruise control hoặc bất cứ cái gì các bạn ạ. Đó, rất nhiều chức năng gương kính chỉ điện, gương điện rồi. Không có cảm biến gương, không có là cảnh báo lệch làn, không có là cảm biến va chạm ở hai bên. Đấy, tất cả mọi cái thì nó rất đơn giản các bạn ạ. Đó là những gì của cái xe cũ, nhưng nó mang lại là rất dễ sử dụng. Đấy, các bạn lưu ý này, rất dễ sử dụng ở cái động cơ 1.5. Nó trang bị động cơ 1.5 hút khí tự nhiên. Thì mức tiêu thụ nhiên liệu của xe nó cũng rất ấn tượng.
Với cái tầm tiêu thụ như cái chiếc xe này thì nó có cái cửa mức tiêu thụ xăng thì nó rơi vào tầm 6 lít cho đến 7 lít trên 100 km các bạn nhé. Nếu bạn đi đường trường này chỉ hết 6 lít thôi. Xe thì đã được nâng cấp lên là dạng đèn bi các bạn nhé. Đèn là rất là sáng các bạn ạ. Đấy, để em bật thử cho các bạn nhìn đấy. Để em bật thử cho các bạn nhìn. Đấy, điều hòa rất mát các bạn nhé. Điều hòa rất là mát luôn đây. Để em bật cái đèn đèn gầm lên các bạn ạ. Đấy, đèn gầm. Đó. Đấy, bật rồi các bạn nhé. Rồi. Và bây giờ thì các bạn nhìn. Rất ok, đèn gầm đây. Dạng đèn bi này thì sao yên tâm các bạn nhé. Các bạn nhìn cái khung ở phần dưới của xe. Đấy, chúng ta nhìn đây. Nó chưa hề tác động va đâm ở phần đầu. Thì các bạn thao yên tâm. Đây, sườn dụ, sườn ra đây các bạn nhé. Đấy là cái điều cái chiếc xe mà những chiếc xe cũ thì bên em tuyển là mang lại cho quý khách hàng nó là như vậy. Tại sao em lại nói là cái giá trị của một chiếc xe là giá trị thực các bạn ạ, chứ không phải là giá trị xe mông hoặc xe lưng. Đấy, các bạn lưu ý nhờ như vậy. Đó, đây các bạn này, chưa chỗ nào mà các bạn mua xe lại được quay tường tận như em quay xe đâu các bạn ạ. Toàn bộ chỗ nào em quay không như cái chỗ khác là quay chỗ đẹp, chỗ xấu bỏ. Đấy, nhưng em chỗ nào cũng quay, xấu cũng quay, đẹp cũng quay, để cho khách hàng nhìn thấy, khách hàng phân biệt đâu là được, đâu là xấu các bạn ạ. Zin thì quý vị các bạn nhìn chân máy chưa tác động, và các bạn nhìn đây, keo keo cam của xe là cái dạng keo lâu của nhà máy các bạn nhé, các bạn lưu ý này. Đấy, lưu ý này, keo đây, zin này, mặt giam co của xe là còn nguyên các bạn nhé. Đấy, ốc của xe tất cả một cái còn zin hết các bạn này. Đó là cái điều chắc chắn là xe ok cho quý khách hàng. Bảo hành máy số cho quý vị và các bạn, máy zin và số zin đó các bạn nhé, hộp số zin. Đấy, cái chiếc xe này thì các bạn thao yên tâm dùng luôn đó các bạn nhé. Với động cơ 1.5 này thì quý vị các bạn này rất là bền và cam kết xe không có hơi thừa, không đổ hơi, không ăn nhớt đó các bạn nhé. Đấy là điều chắc chắn cho quý vị và các bạn sẽ yên tâm luôn. Máy gầm cực kỳ ngon các bạn nhé. Bác nào mà thực sự quan tâm là cái mẫu xe này thì liên hệ em ngay để sở hữu xe. Và một lần nữa thì em sẽ lướt lại một vòng xung quanh của một chiếc xe. Sau đó bác nào mà có nhu cầu sở hữu về một cái mẫu xe này thì các bạn cứ alo để sở hữu xe các bạn nhé. Các bạn cứ bấm chuông và các bạn chỉ bắn cho em 5-10 triệu là em mang xe về tận nhà cho quý vị các bạn. Các bạn không phải đi đâu cả. Đấy. Về các bạn chỉ có ưng, không bao giờ không ưng con xe này em tả cả các bạn nhé. Đó. Bác nào mà quan tâm chiếc này ấy, thì alo lại em ngay để sở hữu xe. Và một lần nữa xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn đã xem video, xin cảm ơn rất là nhiều.